Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin được tri ân ni sư trụ trì niệm Phật đường Chánh Kiến ở tại thành phố Bạc Liêu và thương chào tất cả những người con Phật hiền lành thân thương đang có mặt trong niệm Phật đường Chánh Kiến. Cầu chúc cho tất cả các vị có một ngày tu an lạc, nhưng có một đời sống an lạc. Thưa rằng, có những sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Lúc ni sư ở niệm Phật đường alo để mời Minh Thiền về đây giảng. Lúc đó Minh Thiền đang trên đường đi Bảo Lộc để giảng, cho nên nhận lời liều mà chưa xem lịch. Rồi nhận lời, không biết cái đầu óc nó nhớ như thế nào đó. Tới khi đi giảng xong về thì ghi vào trong cái sổ lịch giảng là ngày mùng 9 tháng 10 đi giảng ở niệm Phật đường Chánh Kiến, tỉnh Kiên Giang. Mà trong khi đó lỡ ở Bạc Liêu. Cái rồi thưa với đại chúng là ngày hôm qua bắt đầu đi. Thường thì Minh Thiền đi giảng là đi một lèo từ ở chùa Đức Hòa đến địa điểm giảng rồi đi về. Nhưng không hiểu sao ngày hôm qua đi về tới Ca Lậy thì có Phật tử họ mời ghé nhà, vì họ xây một cái nhà mới, họ có mời Minh Thiền về an vị nhưng không có về an vị được. Thành ra thôi, họ mời ghé thì mình nghĩ thời gian cũng không gấp gáp, mình ghé một chút rồi mình đi. Thì ghé nhà Phật tử đang ngồi chơi thì ni sư ở đây gọi. Ni sư nói, dạ thưa thầy, khi nào thầy đi? Minh Thiền trả lời, dạ bạch ni sư là con đang trên đường đi, nhưng tối nay con sẽ nghỉ lại ở Long Xuyên, rồi ngày mai con xuống Kiên Giang. Cái ni sư nói, ủa sao thầy đi Kiên Giang? Chùa con ở Bạc Liêu mà. Minh Thiền, ủa chết, cô ở Bạc Liêu hay Kiên Giang? Trong khi mình hỏi ngược lại cô, ủa chứ không phải cô ở Kiên Giang à? Tôi kêu không, con ở Bạc Liêu. Vậy lộn rồi, lộn mất rồi, cũng hên là ghé đó ăn cơm, chứ còn không chạy qua cầu Mỹ Thuận là chạy thẳng về dưới An Giang là ngon lành rồi đó. Ngon lành luôn. Rồi mình ngồi mình nghiệm hoài, không hiểu tại sao mà mình lại có sự nhầm lẫn như thế. Mấy Phật tử đi trên xe đi chung chọc, nó nói sư phụ đi giảng ở Bạc Liêu mà sư phụ nhớ ở Kiên Giang. Sư phụ có người thân, người thương, người yêu gì ở Kiên Giang hả? Kêu không, không. Đó là sự nhầm lẫn thôi, chứ không có người yêu đâu con. Thưa, đó là mình nói sự việc nhầm lẫn của Minh Thiền. Nhưng thưa, nó cứu vãn kịp là vì nhờ cái cuộc điện thoại nhắc nhở của ni sư trụ trì. Cho nên sẵn đây con xin chân thành cảm ơn ni sư rất là nhiều. Thường thì quý thầy khuyên Phật tử mỗi buổi sáng thức dậy là ngồi yên thảnh thơi, khoan đỡ bước chân xuống giường. Chúng ta tự đặt tay lên tim và nói rằng xin cảm ơn cuộc đời cho tôi một ngày nữa để sống. Tôi nguyện sẽ sống ý nghĩa. Đúng không? Minh Thiền khuyên thêm một chút nữa là sau khi làm cái điều đó xong thì bước chân xuống giường, đánh răng, rửa mặt xong thì chúng ta thường làm gì ạ? Soi gương để chải tóc, để trang điểm một chút,
Thầy cũng thường làm như vậy. Mình soi gương để mình làm đẹp cho cái mặt của mình, để mình dễ coi, dễ dòm, dễ ngó, tiếp xúc với mọi người. Mình muốn người khác thấy mình cái gì đó phải huy hoàng, phải đẹp lắm. Mình không bao giờ muốn hình ảnh của mình xấu xí trước mặt người khác. Rồi người ta mới dí dỏm với nhau rằng thức dậy cười một cái, tự soi mình trong gương. Trời ơi, không tin nổi, sao tôi quá dễ thương. Đúng không? Còn Phật tử chúng ta lớn tuổi thì sao? Thức dậy, nhăn một cái, rồi soi mình trong gương. Trời ơi, không tin nổi, trên đầu tóc điểm sương. Thức dậy, buồn một cái, rồi soi mình trong gương. Trời ơi, không tin nổi, răng đi chơi ngàn phương. Tức là trên đầu tóc điểm sương là tóc bạc, còn răng đi chơi ngàn phương tức là nó đi chơi, nó bỏ cái níu ở lại, nó già rụng răng đó. Nói thì nói vui như vậy, nhưng thực tế Minh Thiền muốn gửi với đến đại chúng cái ý nghĩa thế này. Trong giáo lý của Đức Phật, Đức Phật thường dạy những người học trò của Ngài phải thường tâm niệm về sự bệnh, sự già và sự chết. Đức Phật nói rằng nếu như một tỳ kheo hay là một thiện nam tín nữ mà thường xuyên tâm niệm, tư duy, quán tưởng về sự bệnh, sự già, sự chết, thì người đó sẽ hăng hái, sẽ nỗ lực, sẽ tinh tấn đi trên con đường thánh đạo. Nếu như chúng ta không có ý niệm, không thường xuyên tâm niệm, không nghĩ, không tư duy về sự già, sự bệnh, sự chết, ta sẽ để tâm của mình bung lung, say mê và thọ hưởng dục lạc. Vì vậy mà Minh Thiền muốn nói với đại chúng rằng ta ý niệm về sự già, sự bệnh, sự chết, để điều thứ nhất là chúng ta sẽ sống tốt hơn trong cuộc sống của chính mình. Vì sự sống của mình phải tự khắc chịu trách nhiệm và mình phải sống. Không ai có thể sống thế mình. Và những hành nghiệp của mình phải là người tự chịu trách nhiệm trước nhân quả. Thế cho nên mình ý niệm về già, về bệnh, về chết để mình sống tốt hơn, để mình hy hiến công sức, để mình phụng sự cho cuộc đời nhiều hơn. Ở trong kinh, Đức Phật có dạy một vị vua. Khi vị vua đó đến bạch Đức Phật và hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Cái gì mà con người ta muốn xa lánh nhiều nhất? Đức Phật trả lời: thưa Đại Vương, sự già, sự bệnh, sự chết là cái đáng sợ nhất. Sự già, sự bệnh, sự chết là cái ai cũng muốn xa lánh. Nhưng này thưa Đại Vương, trong cuộc đời này ai đã sanh ra thì không thể nào tránh khỏi sự già, sự bệnh, sự chết. Đức Phật gửi đến cho chúng ta một thông điệp, đó là sự có mặt của chúng ta ở cuộc đời này nó mong manh như làn gió, nó nhẹ nhẹ như hơi sương, nó có đó rồi nó sẽ mất đó. Vì vậy hãy sống cho tốt, hãy tu cho tốt để tự mình tạo cho mình thật nhiều những hành trang tốt đẹp, để khi ta từ giã cuộc đời này, chúng ta đi về nơi tốt đẹp hơn mà nơi chúng ta đã và đang ở đây. Thưa đại chúng, có một câu chuyện người ta kể rằng có ông nhà giàu, ông bỏ tiền ra mua một tảng đá thật là lớn, tảng đá lớn lắm. Rồi ông mới nhờ những người thợ chiên
làm về đá, đục cắt cục đá đó ra làm đôi. Một nửa cục đá ông cho những người thợ tạ thành tượng Phật để lễ bái. Một nửa cục đá còn lại ông cho những người thợ cắt để làm những bậc thang bước lên trên thềm. Rồi công trình trải qua ngày tháng, những cái bậc thang hoàn thành sớm. Vì nó tốn ít công của những người thợ, chỉ cần đục và cắt 3-4 đường, mài dũa một chút thì thành những bậc thang. Nhưng để có được một tượng Phật thì những người thợ mất rất nhiều công sức, phải tỉ mỉ đục đẽo ngày đêm, và lâu sau đó mới thành một bức tượng Phật để người ta chiêm bái lễ lại. Rồi một hôm, những cái bậc thang mới thổn thức nói với tượng Phật rằng: tôi với người cùng thân phận, cùng là một tảng đá, cùng là đá như nhau. Vậy tại sao người được người khác lễ bái tôn kính như thế, còn tôi thì bị người khác dẫm đạp lên? Lúc đó tượng Phật mới nói với những bậc thang: tuy ta với người cùng thân phận là đá, nhưng người chỉ cần cắt 4 đường thì đã thành hình. Còn ta để được trở nên ngày hôm nay phải đục đẽo rất nhiều, ta chịu đau khổ rất nhiều, và trải qua thời gian rất lâu ta mới được như ngày hôm nay. Lúc đó thì những bậc thang im lặng cúi đầu, thầm hiểu điều mà Đức Phật muốn nói. Ở đây chúng ta có được đôi điều để chia sẻ như thế này. Trong cuộc sống này đó, đừng mong nó sẽ dễ dàng. Đừng mong cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp những điều may mắn. Bởi vì cuộc sống không dễ dàng do nghiệp lực của chúng ta luôn tạo những hạnh nghiệp bất thiện trong quá khứ. Thế cho nên trong đời sống ngày hôm nay, chúng ta chịu lận đận, chịu gian khó, chịu đau khổ nhiều hơn là thảnh thơi, là an lạc. Vì vậy đừng mong. Bởi vì nếu như mong cuộc sống dễ dàng, mong mọi điều may mắn, mà cái sự dễ dàng, sự may mắn không đến với chúng ta sẽ cảm thấy chán nản cuộc đời, rồi đôi khi nhảy xuống đìa tự tử đó, nhảy xuống ao tự tử. Thế cho nên đừng mong cuộc sống dễ dàng, mà mong rằng mình có đủ niềm tin, đủ nghị lực, đủ sáng suốt và đủ cái đạo tâm để vượt qua tất cả những khó khăn, những thử thách trong cuộc đời. Cuộc sống này, Phật tử nhớ, đừng mong mình trở thành một người hưởng phước báo. Có rất nhiều người họ mơ ước, ước gì tôi có thật nhiều tiền trong tài khoản, ước gì tôi có căn biệt thự, tôi có những chiếc siêu xe để tôi mặc tình thụ hưởng, mặc tình tiêu xài. Xin thưa, nếu như là con người tâm lý chung thì ai cũng muốn mình giàu có, ai cũng muốn mình giàu sang. Nhưng với người kém trí thì họ chỉ mơ ước có của, có tiền, trở thành một người giàu có chỉ để tiêu xài và thụ hưởng. Như vậy thì họ chỉ muốn hưởng phước thôi. Mà thưa, hưởng phước thì phước sẽ thế nào? Sẽ hết. Hưởng phước thì phước sẽ hết. Mà hết phước thì quả, quả nó tới. Là người Phật tử chúng ta cũng mong hưởng phước, nhưng mượn cái cơ hội, mượn hoàn cảnh, mượn điều kiện có phước để tạo thêm phước. Chúng ta không mong mình nghèo khó, chúng ta không mong mình sẽ gian truân, sẽ cơ hàng. Chúng ta cũng mong mình có một cuộc sống có của, có tiền như bao người khác. Nhưng ta hơn người khác ở chỗ là ta biết học Phật và ta biết tận dụng phước báo, tận dụng những điều kiện mà ta có để ta giúp đỡ cho cuộc đời. Ta hy hiến cái công sức mình cho xã hội và nhờ sự giàu có, nhờ vào phước lành, nhờ điều kiện ta có, ta phụng sự tam bảo. Như vậy thì trong cái nhìn của chúng ta là chúng ta đang hưởng phước, nhưng chúng ta cũng đang tạo phước. Và nếu như ta hưởng phước ít, ta tiêu xài ít,
Ta không phung phí của tiền một cách vô tội vạ, mà ta dùng của tiền đó để giúp đỡ những người nghèo, để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, để phụng dưỡng cho tam bảo, để hiếu thảo với cha mẹ. Thì thưa các vị, cái phước lành này nó đưa chúng ta đến với đời sống an lạc, đưa chúng ta đến với những cảnh cõi vô cùng tốt đẹp sau khi chúng ta từ giã nơi này. Thế cho nên người Phật tử tâm niệm rằng có phước thì hưởng, nhưng phải tạo thêm phước. Phải tạo thêm phước. Đừng như người khác chỉ muốn hưởng phước mà không tạo phước. Cho nên trong cuộc sống, phước quả nó luôn tiềm ẩn, nó luôn có mặt với chúng ta. Chúng ta tự hỏi lại bản thân của mình: ô, tại sao trong đời sống này đối với tôi niềm vui thì nó đến rất ít, nhưng mà cái bất an, cái khó khăn đến lại nhiều? Là người Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận thực tại như thế nào? Nhìn thực tại là ồ, kiếp trước mình tạo phước ít, kiếp trước mình kém tu, kiếp trước mình gây đau khổ, gây bất an, mình tạo nhân xấu nhiều, cho nên cái kiếp này mình gặp khó khăn. Đừng bất mãn, đừng có thối chí. Chúng ta dũng mãnh cái tâm mình lên, cố gắng tinh tấn, sống tốt, tu tập tốt và làm phước, tạo công đức nhiều hơn, thì tự nhiên chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này. Tin điều đó không? Tin ha. Như vậy, để trở thành một con người, để cho người khác tôn trọng, để cho người khác tôn kính, thì phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là vượt qua được những thử thách, chiến thắng được bản thân của mình và chịu được sự khó khăn gian khổ do cuộc sống, do nghiệp lực của chính bản thân mình, để mình vươn lên, mình đi tới, mình hoàn thiện chính mình. Y như tảng đá mà muốn trở thành tượng Phật phải đục đẽo rất kỳ công. Không có ai tự nhiên sanh ra đời cái nói vô chùa tu một hai ngày là thành Phật được đâu. Gian khổ lắm, gian khổ lắm. Học hạnh thánh hiền tuy nói là dễ, nhưng thật không dễ, thật không dễ. Cái tâm phàm của mình, cái nghiệp chướng của mình á, nó nằm sẵn trong con người của mình từ bao đời bao kiếp rồi. Chỉ cần mình lơ là, mình mất chánh niệm một chút thôi là tự nhiên nó nhảy ra, nó lôi dẫn đời chúng ta chạy theo nó và tạo gây nhiều và thật nhiều những điều tội lỗi. Bởi vậy cho nên tâm niệm, cố gắng, đời trước và nhiều kiếp trước con đã thiếu tu rồi, bây giờ con hứa con sẽ cố gắng tu tập nhiều, tu tập thật tốt. Ở trong kinh có kể lại một câu chuyện. Vào thời Đức Phật còn tại thế đó, có cái gia đình ông trưởng giả rất giàu có, của tiền rất nhiều luôn. Ông sanh được 5 người con gái, không có con trai. Mà cái luật pháp của đất nước nơi ông ở quy định, nếu như nhà nào không có con trai, khi người cha trong nhà chết thì tất cả của cải phải sung vào công quỹ của quốc gia, người con gái không được thọ hưởng. Mình thấy cũng tội chứ đúng không? Sao phân biệt dữ vậy? Nam nữ phải đồng đẳng, phải bình đẳng như nhau chứ. Tôi thách thế giới này không có người nữ mà có con người tồn tại đó. Cho nên muốn tồn tại, duy trì thì cần có nam và nữ. Tại sao lại có cái chuyện trọng nam khinh nữ đến thế ạ? Nhưng mà thưa, mình cứ nghĩ rằng chuyện trọng nam khinh nữ đó là cái chuyện của thời phong kiến ở đất nước chúng ta. Nhưng không, hầu như vào thời tiền sử ngày xưa, tất cả những quốc gia đều trọng nam và khinh nữ, đều trọng nam khinh nữ. Cho nên xin chúc mừng thân phận những ông đàn ông và chia buồn với những người mang thân phận phụ nữ. 5 người con gái không có một mụn con trai, đau khổ không? Buồn không? Áp lực ghê lắm chứ. Tài sản của mình đồ sộ, cả một gia tài đầy ắp tiền của, mà bây giờ không có con trai, mình nằm xuống là nó tịch thu hết.
vợ cũng không được hưởng, con cũng không được hưởng, áp lực ghê lắm chứ. Cái đó còn chưa kể đến cái chuyện mà bà vợ tối ngày bà cứ đi ra đi vô, bà xì xầm, bà chửi. Chẳng biết ông ăn cái giống gì mà ông không sanh cho tôi được đứa con trai. Ông đụng tới toàn đẻ con gái. Ở đây có ai đẻ con gái không ông? Thôi bây giờ con gái có giá lắm nè. Thôi bây giờ con gái có giá lắm đó. Ngày xưa người ta nói đẻ con gái ra là bất hạnh cho gia đình, bất hạnh cho tổ tông. Tại vì có những nhà họ không đẻ được con trai, đẻ con gái không à. Đứa con gái đầu tiên hai vợ chồng mơ ước rằng đứa thứ hai chắc chắn sẽ là con trai, cái ráng thêm đứa thứ hai. Cái bà vợ bà kêu: "Thôi ông ơi, ráng kiếm đứa con trai đi, hai đứa con gái rồi." Ông chồng kêu: "Bà an tâm đi, tôi chắc với bà hai gái thôi. Đứa thứ ba là con trai, ra phát nữa con gái." Ông nói nhất qua tam cái gì cũng ba vận thôi, ba đứa con gái rồi chắc chắn không bao giờ đứa thứ tư là con gái, làm phát nữa con gái luôn. Ngon lành không? Người ta nói cái đó là bất hạnh cho gia đình, bởi vì không có người nối dõi, không có người duy trì dòng họ. Vì sao? Vì thường con gái theo chồng sanh con thì con nó lấy họ của cha nó, đâu lấy họ mình đâu. Cho nên đẻ con trai mới có thể duy trì được nòi giống, duy trì được dòng họ. Người xưa mà gia đình nào mà đẻ con gái không, không có con trai, cái người hàng xóm họ đi qua, họ đi lại, họ xì xầm bàn tán: "Nhà ăn ở thất đức, sanh toàn con gái không có đứa con trai, trời hại." Còn bây giờ không có đâu nghe. Bây giờ mà đẻ con trai, năm đứa con trai thử coi, người ta gọi là ngũ quỷ á. Chứ đẻ năm đứa con gái người ta gọi là ngũ long công chúa. Ghê chưa? Con gái có giá hơn. Lấy chồng đợi gia, đem tiền về cho mình dưỡng già. Để con trai nó ăn, nó nhậu, nó đi quậy phá không cũng khổ. Đó là nói vui chứ không. Có những anh chàng thanh niên ngồi kia anh chửi tôi. Anh nói ông thầy chùa bên con gái. Thưa mình kể tiếp cái câu chuyện là ông đau khổ vô cùng. Rồi ông mới nói với vợ ông: "Tôi với bà phải cố gắng làm sao kiếm một đứa con trai." Ông nói với vợ là: "Tôi với bà phải cố gắng làm sao kiếm được một đứa con trai để nó giữ gìn cái sự nghiệp này." Bà vợ bà cũng buồn lắm, nhưng thôi nghĩ mình cũng còn trẻ có thể sinh được nên cố gắng. Nhưng khi bà mang thai thì ông đổ bệnh và chết. Đổ bệnh và chết. Lúc đó thì quan địa phương mới đi đến để sung cái của cải tài sản của gia đình ông vào trong cái ngân quỹ, ngân sách của nhà nước. Người con gái đầu tiên mới thưa với các vị quan địa phương rằng: "Dạ thưa các ngài, tôi đồng ý với pháp luật quốc gia hiện hành, nếu như gia đình chúng tôi không có người đàn ông thì tất cả của cải sẽ sung vào công quỹ. Và hiện tại thì nhà tôi còn mẹ tôi và năm chị em gái, nhưng thưa tôi sẽ chấp nhận sung của cải này vào công quỹ nếu như nhà tôi không có con trai." Ông quan ông mới nói: "Thì chính xác là nhà con không có con trai." Còn mới thưa: "Không, mẹ tôi đang mang thai. Cho nên ông ráng đợi khi mẹ tôi sinh nở. Nếu mà em tôi được sinh ra là đứa con gái thì tôi chấp nhận sung tất cả của cải tài sản vào công quỹ. Còn nếu như bây giờ các ông lấy tiền của nhà tôi, lấy tài sản của nhà tôi đi hết, nhưng mẹ tôi sanh ra con trai thì sao?" Ông quan đó ông nói: "Ta không có thẩm quyền về điều này. Nếu như con muốn thì con nên xin được gặp vị vua đi, gặp đức vua, rồi vua sẽ là người phân xử, chứ ta là quan địa phương không dám tự quyết định." Cô ta nghe lời quan thì nhờ vả ông tìm mọi cách để cho cô gặp được vua. Thì cô được gặp vua. Vua mới hỏi:
này con gặp ta có chuyện gì? Con mới thưa cô trình bày lại sự việc của gia đình mình. Lúc đó vua nghe, vua nói, được, ta đồng ý với cái yêu cầu của con. Và thưa thật với đại chúng thì sau đó mẹ của cô sanh ra người con út là một đứa con trai. Sanh một đứa con trai. Thấy vui không? Thấy có phước không? Có phước chứ. Tài sản không mất. Nhưng niềm vui không được là bao khi đứa trẻ sanh ra không có mắt, không có mũi, không có lỗ tai. Gia đình đau khổ vô cùng. Tuy là nhờ nó sanh ra mà của cải không mất, nhưng khổ nổi nó như một dị nhân. Rồi chính bản thân những người chị thấy em mình như vậy đau khổ, họ tự ái với bản thân chứ. Họ nghĩ rằng mình là con của ba mẹ, mình là một người con gái xinh đẹp, mình là một người đầy đủ, nhưng em của mình nó không có mắt, không có tai, không có mũi, nhưng mỗi cái nó hơn mình, nó là thân phận con trai, nó lại được thừa hưởng gia tài. Vậy thì mình không bằng một đứa tật nguyền. Cho nên những người chị buồn lắm, buồn rồi bỏ nhà đi. Thì người chị đầu tiên đó mới đi qua cái làng bên cạnh để đi làm thuê, làm mướn sống thôi. Thấy bất mãn cho cuộc sống này quá mà. Có một ông nhà giàu, ông nhận vào để cho cô ta làm thuê, làm mướn. Nhưng rồi ông điều tra nhân thân và ông biết người con gái này là con một ông trưởng giả làng bên cạnh, rất giàu có. Một hôm ông mới gọi cô lên và nói, nè con, gia tài của nhà con nhiều hơn gia tài của nhà ta gấp nhiều lần. Vậy tại sao con không ở nhà để thụ hưởng cái gia tài đó mà phải đi làm thuê làm mướn như thế này? Cô mới trình bày sự thật ra và cô nói, con rất tủi thân, rất tủi thân. Vì thấy mình không bằng cả một đứa em tật nguyền. Lúc đó ông mới nói, ta sẽ dẫn con đến gặp một người mà ta tin chắc rằng người đó có thể hóa giải được nỗi buồn phiền này trong lòng của con. Cô mới thưa, dạ thưa ông, người đó là ai? Ông nhà giàu trả lời, đó chính là thầy của ta, chính là Ca Mâu Ni. Ngài đang ở tinh xá để giảng dạy đạo lý cho chư tánh tỳ kheo, giảng dạy đạo lý cho những người có duyên với Ngài. Thế là cô nghe thì tự nhiên nghe đến Đức Phật Thích Ca, cô mừng lắm, mặc dù cô chưa biết Phật là ai. Thế rồi cô hối thúc ông nhà giàu là xin ông hãy dẫn con đi ngay bây giờ. Thì ông nhà giàu cùng với cô đi đến tinh xá, bước vào đảnh lễ Đức Phật. Khi cô vào thì Đức Phật, Ngài biết đây là người thiện nữ, là người tín nữ, hôm nay Như Lai phải độ cho họ bước vào trong hàng đệ tử của Như Lai. Cô quỳ trước Đức Phật, cô trình bày mọi lẽ và cô mới thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài cho con hỏi, em con tạo nhân gì mà ngày hôm nay chịu cái quả không có mắt, không có tai, không có mũi như thế? Đức Phật nói, này tín nữ, trong thở quá khứ có hai người sanh ra trong một gia đình giàu có. Người anh nhờ siêng năng ôn kinh nấu sử cho nên sau này được đỗ đạt làm quan, lúc đó nhận một cái chức là bình sử, tức là người sẽ xử lý tất cả mọi việc.
người em không được học hành như người anh, nhưng lại có cái trí thông minh, cho nên buôn bán kiếm lời và gia tài rất là đồ sộ. Thời đó, luật pháp của nhà nước khi vay mượn thì không có viết giấy, chỉ cần hai người, người mượn và người cho mượn, đến trước mặt quan bình sử để nhờ quan làm chứng là người này ngày hôm đó có mượn tôi số tiền bao nhiêu đó và hứa khi nào trả, vân vân và vân vân. Họ không có viết giấy tay như chúng ta. Ở đây có ai đi mượn nợ không? Có, ở đây ai có kinh nghiệm đi mượn nợ? Thì thưa đại chúng, người anh ra làm quan, người em rất giàu có. Rồi một hôm có một thương buôn là người bạn của người em cũng cùng làm ăn, nhưng ông muốn đi ra nước ngoài để có một cái cuộc làm ăn lớn. Ông mua một chiếc thuyền thật là to, muốn đi mua bán, chuyển đồ từ trong nước mình ra nước ngoài để bán và mua đồ từ ở nước ngoài đem về bán lại cho nước mình. Những thứ mà mình có dư họ thiếu thì mình đem đi bán, những cái mà họ dư mình thiếu thì cứ đem về bán lại cho dân nước mình. Cho nên cần một cái số vốn rất là lớn. Thì người bạn của người em đến mới mượn. Ông này thấy bạn của mình cũng đáng tin tưởng, chỗ làm ăn bao nhiêu năm nay, thế cho nên ông chấp nhận cho người bạn mượn một số tiền thật lớn, hơn nửa gia tài của mình đang có. Thế rồi hai người đến trước mặt quan bình sử, quan làm chứng cho. Thưa với các vị, lúc mà người em đến cho mượn thì có dẫn theo hai người con trai, lúc đó còn nhỏ lắm, mới có 4-5 tuổi thôi. Thì người em mới nói với người cho mượn, người mượn tiền và quan bình sử là anh ruột của mình, nếu như sau này, nếu như sau này tôi không sống đến ngày anh trả tiền đó, bởi vì sức khỏe của tôi nó yếu, tôi tự biết mình thường đau bệnh, biết mình sống không lâu, cho nên tôi dặn anh trước là khi nào mà anh có tiền để trả, mà tôi á còn sống thì không nói, còn nếu như tôi chết thì anh cứ đem tiền trả cho hai đứa con của tôi. Quan làm chứng gật đầu, người mượn tiền cũng gật đầu. Thưa các vị, thì không lâu sau đó ông đổ bệnh và chết thật. Còn người thương buôn này chuyến làm ăn, thưa các vị, vì chưa có kinh nghiệm mua bán với đối tác nước ngoài, cho nên lỗ lã, cho nên thất bại, tài sản tiêu tan. Nhưng rồi ông cũng không nhục chí, sau đó ông vẫn cố gắng đi vay mượn đầu này, vay mượn đầu khác, về làm ăn và trở thành một nhà giàu có nhất trong vùng đó luôn. Khổ một nỗi, khi ông giàu có, những cái tiền mà ông mượn của những gia đình khác thì ông đều đem trả, và ông đều có cái của hậu tạ cho người ta. Nhưng duy chỉ có gia đình của cậu bé này là ông không trả, vì ông nghĩ rằng cha nó chết, lúc mà cha nó cho mình mượn tiền nó còn quá nhỏ, nó sẽ không nhớ về điều này, nên ông quỵt luôn. Rồi một hôm ông đi ngoài đường thì ông gặp cậu bé này, lúc bấy giờ cũng đã đủ lớn, cũng được mười mấy tuổi rồi. Cậu bé mới nói: chú à, trước đây bố cháu có cho chú mượn tiền, và bố cháu nói nếu như sau này chú có của có tiền thì chú sẽ trả lại, hoặc là trả cho bố cháu, hoặc là trả cho cháu nếu như bố cháu mất. Bây giờ bố cháu đã mất, trong thời gian trước cháu thấy chú làm ăn cũng lận đận, cho nên cháu không dám đòi. Nhưng bây giờ cháu thấy cái sự việc làm ăn của chú á, nó đã lên tới đỉnh cao, chú trở thành một người giàu có rồi.
thì cái tiền mà chú mượn bố cháu là xin chú vui lòng trả lại, cháu sẽ là người nhận. Ông nghe như vậy ông giật mình, ông kêu thằng nhỏ này không ngờ nó nhớ tốt như vậy. Nhưng lúc đó ông không muốn trả tiền vì ông nghĩ số tiền đó cũng nhiều mà. Ông lấp liếm đi, ông mới nói với nó rằng: à con à, con nhầm ai rồi đó, chứ ta là một người giàu có, làm gì có chuyện ta đi mượn tiền bố con, ai làm chứng về điều này? Đứa nhỏ nói: dạ có bác, bác của cháu, bác của cháu làm quan bình sử, ngài làm chứng. Nếu như mà chú không tin thì bây giờ chú và cháu đến gặp quan, nhờ quan phân xử. Ông kêu: hôm nay ta có việc, ta không rảnh, hôm khác ta với cháu đến gặp quan, nhờ quan giải quyết. Ông biết rằng bây giờ đến gặp quan thì chắc chắn quan sẽ xử mình trả tiền cho thằng nhỏ. Nên ông hẹn mấy ngày để làm gì, để chúng biết không? Để đi cửa sau. Mình cứ nghĩ ngày hôm nay mới có chuyện đi cửa sau chứ, ai dè thời xưa đã có. Vậy thì những cái mà cái đi cửa sau hay những cái tật xấu mà bây giờ mình có, đôi khi mình học của người xưa cũng nhiều. Ông về, ông đem của, đem tiền. Ông đến, ông biết rằng mình mà đưa quan là quan không nhận. Đưa vợ quan. Cho nên đôi lúc có những người phụ nữ cũng làm hư sự của chồng mình nhiều đó nghe. Có những người phụ nữ giúp đỡ của chồng, cho chồng mình thành công, nhưng cũng có những người phụ nữ làm hư sự của chồng mình. Thưa đại chúng rằng ông đến gặp vợ của quan, ông đưa một số tiền cho bà. Lúc đó bà cự tuyệt, bà không đồng ý. Bà nói: chú mang tiền về, ông nhà tôi rất là liêm chính, xưa giờ ông chưa nhận của ai một đồng cát nào cả. Ông phân xử rất công minh, cho nên chú đem tiền về đi. Ông này ông thấy vợ của quan cự tuyệt, ông biết rằng năn nỉ không được, ông về. Ông về ông nghĩ chẳng lẽ bây giờ mình đem cả một số tiền lớn như vậy để đưa cho một đứa nhỏ thì phí quá. Tiền này mình có thể đi làm ăn biết bao nhiêu là lời. Ông nghĩ trong đầu, hay là ta đưa tiền ít quá, vợ quan không chịu. Và ông tìm cái gì đó quý hơn. Anh thưa, ông tìm được một viên kim cương đem tới. Nói cho bà thấy viên kim cương, hey. Bà kêu: thôi để đó tôi năn nỉ ông nhà tôi cho. Đúng là cuộc đời có những thứ tiền ít mua không được, nhưng tiền nhiều mua được, tiền nhiều mua được. Và nhất là lòng người, lòng người. Muốn lấy lòng người đó, đặt cọc tiền trước mặt họ, đặt cọc tiền giấy 100 lắc đầu, đặt cọc tiền giấy 200 họ lắc đầu, đặt cọc tiền giấy 500 họ lắc đầu, đặt cọc tiền đô họ gật đầu. Cho nên lòng người cũng mua bán bằng tiền. Bà thấy viên kim cương, bà đồng ý ngay. Bà nói: để tôi năn nỉ ông nhà. Thưa, tối đó bà về, bà thủ thỉ bên tai: ông à, tôi nghe ông đó nói như vậy đó, nhưng mà bây giờ tiền lớn như vậy mà đưa cho cháu của mình nó nhỏ quá, thì nó sẽ tiêu phá hết, hoặc người khác sẽ lừa lọc lấy hết. Thôi, nó cũng không có thiếu ăn, thiếu mặc gì. Ông cứ chiều ý cái ông nhà giàu đó, phân xử cho một câu là: bố con không có cho ông này mượn tiền đi. Lúc đó ông quan không chịu. Ông nói: điều thứ nhất, tôi làm quan liêm chính từ xưa giờ, chưa bao giờ tôi làm điều trái với lương tâm đạo đức. Điều thứ hai, nó là cháu ruột của tôi chứ mà. Và hơn nữa, khi em trai tôi còn sống cũng đã từng dặn dò như thế. Tại sao bây giờ bà muốn tôi làm cái chuyện trái đạo đức làm người như vậy? Bà thấy chồng của mình cự tuyệt, bà sợ chứ. Ông khẳng khái quá. Rồi, thưa với các vị, thấy chồng mình khẳng khái thì sợ, nhưng mà nhìn thấy viên kim cương thì tiếc, trả lại tiếc. Cho nên bà dùng cái chiêu. Bà nói: từ ngày
tôi làm vợ của ông cho đến ngày hôm nay đó, chưa có một món vật gì quý báu. Người ta bên dòng họ nhà tôi trách tôi, họ sỉ vả tôi, họ nói với tôi rằng những người khác có chồng làm quan thì gia đình được hưởng, còn mày có chồng làm quan mà quan lớn nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, bà con không có được hưởng cái gì từ nơi mày. Ông biết mỗi khi nghe dòng họ bà con nói như vậy tôi đau khổ lắm không? Nghe bà vợ nói ông cũng xót xa, thương vợ mình. Đúng, làm quan nhưng liêm chính, rồi cơ hàn đâu có nhận hối lộ, đâu có tham nhũng, cho nên cơ hàn. Thấy vợ nói như vậy thì ông cũng có cái gì đó buồn buồn và xót thương cho vợ. Thấy chồng của mình nét mặt xìu xuống thì bà làm dữ hơn nữa. Bà nói nếu như ông không giúp tôi á, cái chuyện này thì tôi chết cho ông vui lòng. Mà không phải tôi chết không, tôi dẫn đứa con trai của mình chết theo luôn, mẹ con tôi chết để ông sống. Nghe như vậy là ông kêu thôi thôi bà đừng chết, bà với con mà chết tôi sống với ai, thôi để đó đi tôi lo cho. Đồng ý. Nếu ông làm ngược lại lời của vợ ông thì ông không bị quả báo đâu nha, không trái với đạo đức, không đổ sông đổ biển cái công mấy chục năm liêm chính. Thế cho nên giờ phút này mình nghiệm cái câu mà của Tào Tháo nói đúng. Tào Tháo nói bước ra ngoài đời lo chuyện thiên hạ, gặp những chuyện đại sự đừng vội quyết định, quay về nhà hỏi vợ, vợ chỉ thế nào, làm ngược lời vợ là thành công, làm theo lời vợ là thất bại nha, nhưng mà làm ngược lại lời vợ là thành công. Đúng, ông này ông làm ngược lại vợ ông là ông thành công, ông làm theo lời vợ cho nên thất bại. Đúng, ngày hôm sau ông xử cháu ông thua, xử cháu ông thua. Ông nói trước công đường là ông nhà giàu không có mượn tiền bố cháu, và bố cháu cũng không có cho ông nhà giàu này mượn tiền. Thằng nhỏ lủi thủi khóc đi ra khỏi công đường. Ông kia cười tí ta tí tửng, bà vợ cũng cười. Nhưng rồi thưa các vị, sau đó không lâu ông bệnh, ông chết. Và ông tái sanh trở lại thành đứa nhỏ trong nhà ông nhà giàu thời của Đức Phật, là không có mắt, không có tai, không có mũi. Vì sao vậy? Có mắt, có tai để thấy, để nghe những chuyện tốt xấu cuộc đời, để mình tự biết uốn nắn bản thân của mình. Cái tốt mình học, mình tập làm theo, cái xấu mình phải xa lánh nó đi. Và cuộc sống này phải dùng con mắt của mình để giúp đỡ cuộc đời, để thấy nó tường tận sự khổ của con người. Dùng lỗ tai của mình để nghe những tiếng khen chê, để nghe tất cả những lời của người ta tỉ tê với mình, nhưng dùng lỗ tai này nghe để rồi nhận định bằng cái đầu, chứ đừng có vội nghe không. Chớ có vội nghe ai nói rồi tin liền, phải nhận định bằng cái đầu. Có lỗ tai nghe lời tỉ tê của vợ nhưng quên rằng những điều đó trái với lương thường đạo đức, nó làm cho nhân phẩm đạo đức của một vị quan đã cố gắng gầy dựng suốt một đời phải tan nát vì lời tỉ tê của vợ. Tức là nghe những lời đàm tiếu sai lầm, không dùng cái đầu để xử lý mà nghe rồi làm theo, cho nên kiếp sau bị đí không có lỗ tai. Có con mắt để thấy nỗi khổ của người nhưng không giúp đỡ người, mà để cho lòng tham chi phối, để cho lợi dưỡng chi phối, sự trắng thành đen, sự đen thành trắng, kiếp sau không có con mắt, không có lỗ mũi luôn, xấu vô cùng. Cái xấu này nó khởi ra từ đâu? Từ cái tâm không tốt của ông và từ việc làm phán xử không đúng của ông. Ông thay đen đổi trắng như vậy, cho nên kiếp sau sanh ra lành một con người tàn tật dị nhân, không mắt, không tai, không mũi. Chuyện đó mình nhẫn tưởng rằng đó là chuyện của thời xa xưa, thời Đức Phật, đúng không ạ? Bây giờ có rất là thương nha. Mình thấy những hoàn cảnh có những đứa trẻ sanh ra không có mắt, mặt mũi không có luôn.
tất cả những cái đó do cái nhân trong nhiều kiếp tạo. Cái quả không tốt, cái quả không ngọt, cái quả không lành. Cái nhân không lành, cái nhân không tốt. Cho nên bây giờ hưởng. Thưa đại chúng, nói như vậy để nhắc nhở đại chúng. Chúng ta phải ý thức được. Ý thức được những điều mình chuẩn bị nói, những việc mình cần làm. Và mình phải hằng làm đẹp cái tâm niệm của mình. Làm đẹp lòng mình. Hồi nãy Minh Thiền nói như thế nào? Sáng á, là mình phải cười rồi tự soi mình trong gương, là mình muốn cái mặt mình lúc nào cũng đẹp. Xin thưa, có hai cái Minh Thiền lưu ý với đại chúng, hai điều ước muốn. Thứ nhất, không ai muốn mình xấu, cho nên ai cũng muốn mình đẹp. Đúng không ạ? À? Ai cũng muốn mình đẹp. Thì các vị có ước muốn như thế này. Tôi muốn khuôn mặt tôi muốn con người tôi luôn đẹp trước người khác, là cái ước muốn thứ nhất. Nhưng đó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi, vì tôi ý thức rằng thân xác này nó có đẹp ngày hôm nay, nó có khỏe mạnh ngày hôm nay, nhưng theo thời gian nó sẽ già, nó sẽ yếu đi. Cho nên cái ước muốn về xác thân này chỉ là ước muốn nhỏ nhoi. Nhưng cái ước muốn lớn hơn của tôi là tôi muốn mình luôn đẹp. Mình đẹp từ tâm niệm, tức là lòng tôi đẹp. Tôi đẹp từ lời nói và đẹp luôn cả hành động trước mọi người. Cho nên cái đẹp của xác thân nó chỉ là cái đẹp nhỏ thôi, nó phù du lắm. Nhưng cái đẹp của tâm niệm, cái đẹp của lời nói, cái đẹp của hành động, đó mới chính là cái thật là đẹp, thật là đẹp. Cho nên muốn đẹp là phải muốn như vậy nha. Chứ đừng có nghĩ da nó nhăn nhăn cái đi kéo nó lên, chân mày nó rậm rạp, nó mọc tùm lum như thầy Minh Thiền là phải đi cắt, đi tỉa. Còn không mà cắt tỉa nó chưa đẹp là cạo sạch rồi xăm. Nó không đẹp đâu, không đẹp, không cần thiết phải làm những điều đó. Cần thiết nhất là làm sao phải quay lại soi sáng tâm mình, làm cho tâm mình đẹp trước cái đã, để rồi hành động được đẹp, lời nói được đẹp, thì nơi chốn nào ta đến, nơi đó cũng đẹp. Chỗ chỗ ta sanh qua, chỗ chỗ đều đẹp. Đừng tìm cái đẹp phù du trên xác thân này. Trở lại câu chuyện, Đức Phật mới kết luận rằng, bởi do nhân đời trước, em của con tạo không tốt, vì vậy mà đời này sanh ra phải mang thân hình như thế. Và rồi ở cuộc đời này không tạo được phước lành, chết đi lại đọ vào trong ác thú, đau khổ hơn nữa. Từ lời Đức Phật dạy chúng ta soi sáng lại cách sống của mình trong hiện tại, thưa đại chúng. Mình đã sống tốt chưa? Mình đã sống tốt chưa? Mình đã sống trọn vẹn với nhân cách, với phẩm hạnh, với đạo đức của con người chưa? Nếu còn thiếu, còn sót, còn khiếm khuyết chỗ nào thì phải bù đắp, phải sửa ngay. Phải sửa ngay. Đừng nghĩ rằng những điều tôi làm trong bóng tối, những chuyện xấu xa tôi tạo không ai biết. Thưa biết chứ. Thứ nhất là nhân quả biết. Thứ hai là Phật trời biết. Thứ ba là lòng mình biết. Cái xấu mình có thể giấu được con người, giấu được thiên hạ, mình có thể qua mặt được pháp luật, nhưng không qua mặt được nhân quả, không giấu được Phật trời, không giấu được lòng mình. Thiên hạ nói rằng luật gì cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không. Không bao giờ lách được luật nhân quả. Chuyện đó ta làm, tội lỗi đó ta tạo, không ai biết, ta nghĩ rằng nó sẽ không đưa đến quả báo. Nhưng không có đâu nha. Quả báo vẫn đến. Nhân quả trả lời cho chúng ta một cách rành mạch lắm, công bằng lắm, không bao giờ sai chạy một ly nào cả.
Thưa đại chúng, cách đây khoảng 9 ngày có một gia đình của cô đó nghe đâu cũng ở miền Tây mà mình không biết cụ thể. Có nghe Minh Thiền giảng trên YouTube về cái đề tài là ngâm những bình rượu đó, tác hại của việc ngâm rượu đó. Cái nội dung mình nói sơ qua đại chúng hiểu thế này, tức là có một cái gia đình, hai vợ chồng anh đó ngâm những con vật như là rắn, là bìm bịp, là con này con khác để trưng ở trong nhà đó. Người ta nói lấy cái đó uống nó bổ. Nhưng rồi anh làm việc thì được bạn bè, được những người cấp dưới tặng. Rồi anh trưng trong nhà, nhưng rồi từ ngày mà anh trưng đó thì gia đình lục đục xào xáo. Thì chị vợ mới hỏi Minh Thiền mới nói con dẹp hết những cái đó đi. Thì vợ chồng dẹp đi thì thấy cuộc sống sau đó tốt hơn. Thì mình mới đem câu chuyện đó mình chia sẻ. Thì có cái gia đình của cô đó nghe được câu chuyện này, thì gia đình cô ngâm một cái hũ rượu đó, cái bình đó khoảng tầm 30 hoặc 40 lít gì đó, ngâm nguyên một con bạch hổ ở trong đó, một cái con hổ con á, ngồi trợn mắt le lưỡi. Mình có những hình ảnh này nhưng không dám đưa ra cho đại chúng coi. Rồi gia đình nghe mình nói xong thì sợ quá. Sáng hôm đó gia đình mới chở cái bình rượu đó lên chùa. Thì xin vô gặp mình cũng rất ngỡ ngàng. Mới nói rằng thưa thầy, gia đình con có một bình rượu hổ, muốn nhờ thầy siêu thoát giùm. Mình nghe bình rượu hổ, mình tưởng đâu là con rắn hổ. Mình nghĩ trong đầu như vậy là con rắn hổ. Mình mới hỏi, ủa ở đâu? Thì gia đình nói con để ngoài xe, thầy cho phép thì con mới đem vào. Nói dạ đem vào đi, thầy cầu siêu cho nó, rồi thầy thiêu nó. Thì thấy hai người khiêng vào, bình bự lắm, mà lấy giấy báo quấn lại hết. Mình kêu thôi để ở góc đó đi, chúc thầy đem lên chánh điện, thầy quy y, thầy cầu siêu, rồi thầy thiêu nó. Gia đình mới thưa chuyện với mình rồi xong rồi gia đình về. Mình cũng không hỏi gia đình ở đâu. Đôi khi mình thấy mình cũng vô tình thiệt á chứ. Ít ra mình cũng phải hỏi gia đình ở đâu, địa chỉ, tên tuổi làm sao. Này mình cũng không hỏi luôn. Rồi gia đình đi về. Cái mình mới lọt tọt lại, mình cũng ngắm nghía cái bình nó như thế nào nghe. Ngắm nghía mình sao thấy, ủa, cái gì mà quấn kỹ như vậy, quấn tới 4-5 lớp giấy báo luôn. Cái Minh Thiền mới lấy cái dao rạch băng keo, xé giấy báo ra, cái ngồi té ngửa ra luôn. Thấy nguyên cái mặt con hổ nó trợn mắt, nó le lưỡi, nó nhìn mình chớ giới, lật đật quảng hồn, sợ quá. Đây là loài động vật quý hiếm, ai mà chứa cái này, ai mà bắt, mà công an biết được thì công an mời người đó lên làm việc ngay lập tức. Vì đây là động vật được nhà nước bảo vệ mà. Ai mà bắt, ai mà giết thịt những con vật này có thể bị phạt tiền rất nhiều và cũng có thể bị đi tù đó các vị ạ. À. Nhưng mà mình cũng biết sợ chứ. Mình sợ nhưng mà mình hứa là mình cầu siêu cho nó rồi. Người ta quấn 4 lớp giấy báo, mình lấy thêm 5 lớp giấy báo nữa, mình quấn vô cho nó kín thành 9 lớp. Một mình là khiêng không nổi. Mình mới nhờ một thầy, nói thầy khiêng phụ tôi cái này lên trên chánh điện. Mà lên chánh điện là mình đâu có dám để ở ngoài, mình đúc dưới đít bàn thờ á, không ai thấy. Rồi mình mới quy y cho nó, xong rồi mình viết cái giấy, mình nhờ với thầy cầu siêu là 7 ngày. Cầu siêu 7 ngày. Và ngày hôm kia thì mình đem ra mình đổ cái rượu đó đi, mình đốt một đống lửa thật là lớn, mình thiêu rồi. Khi mình thiêu đó
Thì có Phật tử mới quay lại cái đoạn mình thiêu rồi quăng lên trên mạng. Thì cũng rất nhiều những người có lòng tốt, có thiện tâm, họ vào, họ chắp tay, họ A-di-đà Phật cầu nguyện cho con hổ được siêu. Nhiều là như vậy, nhưng có một vài người trong đó, họ vô, họ chửi. Họ kêu thầy chùa ngu, con hổ tiền không chịu đem bán đấu giá. Thầy chùa ngu, cái đó bổ lắm, không chịu đem đi uống. Họ chửi lung tung, mình nghe mình cũng buồn chứ. Nhưng mà thôi, mình nghĩ đó là việc người ta chưa hiểu. Người ta chưa hiểu, mình thông cảm, mình tha thứ được. Thưa rằng, sau cái ngày mà mình thiêu con hổ đó, đến nay là 2 ngày, thì cũng có một số vị mà không biết phải là Phật tử hay không Phật tử, cũng không biết ở đâu, họ gọi điện đến và họ gửi tin nhắn về cho mình là họ nói nhà con cũng có bìm bịp, cũng có rắn hổ mang, cũng có con này con kia nhiều lắm, nhờ thầy cầu siêu giùm. Mình sợ quá, nó mang đến con cọp nữa là mình chết luôn. Nó mang tới con sư tử chắc mình chết luôn. Không thì nó ngâm nguyên con heo rừng, giờ đó còn sợ nữa. Cho nên mình nói thôi con ơi, nếu như á có lòng thiện thì đổ bỏ đi, hoặc là chôn, hoặc là thiêu rồi cầu nguyện đi, đừng chứa trong nhà. Ở nhà Phật tử làm cũng được, ở nhà các vị làm cũng được. Còn nếu mà muốn tốt hơn thì thầy sẽ hướng tâm về, thầy cầu nguyện cho. Đừng đem về chùa nữa. Đem về chùa không khéo thiên hạ nói ông thầy Minh Thiền chơi toàn là rượu thứ dữ không. Rượu còn hơn rượu ngoại nữa thì tội thầy lắm. Cho nên là Phật tử tự làm, tự giải quyết ở nhà. Nói như vậy để gửi đến đại chúng là chúng ta nên tuyệt đối nói không với cái chuyện giết động vật để ngâm rượu. Đó là một tội ác. Đó là một tội ác. Minh Thiền có nói rằng nếu như bản thân chúng ta bị người khác bắt trói, mổ bụng hoặc chặt tay chặt chân để ngâm như vậy, mình chịu không? Mình quán thù người đó không? Thù chứ sao không thù. Bây giờ đừng có nói chuyện nó ngâm rượu. Có đứa nào đó nó nhận đầu mình xuống ao, nhận đầu mình vô lu nước, thôi mình cũng đã muốn giết nó rồi. Mình cũng muốn ăn thua đủ với nó, mình hận nó thấu trời xanh rồi. Chứ đừng có nói chuyện chi mà trói mình lại bỏ ngâm rượu. Thế cho nên mình không muốn điều khổ đau đến với mình, thì mình đừng đem cái khổ đau đến với chúng sinh. Tất cả có sinh mạng, có sự sống thì luôn luôn tham sống và sợ chết. Đừng đem cái chết, đừng đem đau khổ đến với người khác. Ta không muốn ai đem đau khổ, ta không muốn ai đem bất an đến cho ta, thì bản thân ta đừng đem đau khổ, đừng đem bất an đến với người. Đại chúng đồng ý không ạ? Mình kể cho đại chúng nghe cái chuyện này, mình không có ý xấu gì cả, nhưng đại chúng tùy tâm niệm, tùy sự tư duy nhận định, để rồi có thể sách tấn bản thân, hoặc là khuyên bảo những người làm con, làm cháu, hoặc những người thân bằng quyến thuộc của các vị. Có một cái chú đó ở ngoài Hà Nội, tạm thời xin được giấu địa chỉ và giấu tên. Chú có tâm sự với Minh Thiền. Trước đây, chú là một anh chàng tham gia trong chiến tranh. Rồi khi hết chiến tranh á, thì trở về được làm anh bộ đội để giữ đồn biên phòng ở ngoài Bắc á. Giữ đồn biên phòng lúc đó lương không đủ ăn, nên anh ta đi học thêm cái nghề đó là mổ heo. Vì lúc đó chưa có lò mổ, ai mà muốn mổ heo thì tìm đến một người để mổ,
nhờ họ mổ để làm tiệc tùng, mà mỗi lần mổ như vậy thì trả tiền cũng nhiều. Nhưng mà ở trong làng, trong xóm đó chỉ có duy nhất một người mổ heo thôi. Cho nên đôi khi đi mời ổng rất là khó. Mà ổng vui, ổng nhận lời, ổng buồn, ổng không nhận lời thì không có ai mổ. Anh thấy cái nghề mổ heo này kiếm tiền được, nên đi học. Học đôi ba bữa là dạng tay là mổ được. Anh ta mới nói rằng, thưa thầy, cái nghề mổ heo lúc đó nó truyền miệng nhau rằng có hai con heo không được mổ, đó chính là con heo đang chữa và con heo nái. Anh nói như vậy chứ mình không biết nó ra làm sao. Không biết tại sao người ta lại truyền nhau và có cái điều cấm kỵ như vậy. Anh ta nói rằng, thật với thầy, lúc đó do cũng có sức khỏe còn trẻ mà cũng dạng tay, cho nên hầu như ngày nào cũng có nhà mời đi mổ heo. Rồi một hôm có một ông mà trước đây làm cấp trên của anh á, trong thời chiến tranh á, mua được một con heo đem về định làm tiệc để đãi anh em mà ngày xưa cùng đi chiến tranh với nhau đó, để về gặp mặt, mời anh đến mổ. Thì ship ra lệnh, anh nhận lời. Nhưng thưa anh, đến anh thấy con heo thì tự nhiên anh sợ. Anh mới nói, ship ơi, con heo này nó đang chữa, không mổ được đâu. Không mổ được đâu sếp ơi. Nhưng sếp nói, chú mày cứ mổ cho anh. Bao nhiêu tội anh chịu hết, đừng có lo. Mổ cho tao. Anh run lắm, anh sợ lắm. Nhưng mà cấp trên ra lệnh, phải làm theo. Tuy lòng không muốn. Thường á, thì anh mổ heo xong á, thì anh sẽ ở lại để làm thịt heo, chặt phân khúc ra, đầu mình ra mình gì đó, vân vân và vân vân. Nhưng lần này anh chỉ đâm con heo chết là tự nhiên anh thấy mình hết sức lực. Anh bỏ đó, ai làm gì đó làm, anh đi về. Và thưa, sau này anh hỏi ra thì nó có tới 8 con heo con. 8 con heo con. Anh nói từ đó về là không có đêm nào ngủ, không thấy ác mộng, không có lúc nào được vui cả. Một điều đau khổ bất hạnh đến với gia đình anh đó là sức khỏe của anh tự nhiên nó tụt dốc, và hai đứa con trai của anh sanh ra nó không bình thường như bao người khác. Nó điên điên, nó dại dại. Anh nói, thưa thật với thầy, sau đó con bỏ nghề. Con bỏ nghề, con đau khổ vô cùng thầy ạ. À. Nhưng không biết làm sao để chuộc lại cái lỗi đó, mặc dù đó là cái lỗi mà không phải con muốn gây ra, mà con bị người khác ép buộc. Thưa với đại chúng, ta khuyên bảo nhau rằng cuộc sống có 100.000 cái nghề để hái ra đồng tiền. Thế cho nên chọn cái nghề nào, đừng có tạo ác nghiệp, đừng có tạo nhân không lành. Hưởng không bao nhiêu, nhưng trả cái quả thì rất là nhiều. Vì vậy khuyên đại chúng, đại chúng chấp nhận một đời sống không dư giả, không giàu có, nhưng giữ được đạo đức, đừng phạm phải ác nghiệp, đó là phúc lành, đó là phước đức. Giàu có, sống ăn sung mặc sướng, nhưng mỗi ngày đi qua tạo thêm ác nghiệp, để rồi ác nghiệp chồng chất, thì thưa với các vị, đến một ngày trả không nổi đâu. Đau khổ tan tóc thê lương lắm. Cho nên chúng ta tự chọn cho mình một công việc để sống, và tự
ý thức về bản thân phải có một cách sống thật là tốt và thật ý nghĩa để đời sống của mình có mặt ở đây, dù ngắn dù dài, vẫn là một cuộc sống trọn vẹn của một thân phận làm người. Để chúng đồng ý không ạ? Từ ở Bình Dương xa xôi về đây, chỉ có bấy nhiêu đó làm quà gửi tặng đại chúng. Mong là đại chúng hoan hỷ, và cũng mong rằng sau này chúng ta còn nhiều nhân duyên để gặp gỡ nhau. Minh Thiền xin được cầu chúc cho đại chúng thân khỏe, tâm an, cố gắng, nỗ lực, tinh tấn, tu tập nhiều hơn để đời sống của mình được an lạc và cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trôi qua luôn là mỗi ngày ý nghĩa, để rồi đời sống của chúng ta thăng tiến trên con đường đạo kiếp này lẫn kiếp sau, cho đến ngày chúng ta giải thoát khỏi luân hồi sanh tử thì thôi. Xin chân thành cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.